Bắt đầu phần 2 chương trình Tin Nổi Bật ngày hôm nay với Hoàng Trọng Thùy, chúng tôi sẽ đề cập đến chiến thắng của ông Kevin McCarthy khi trở thành Chủ tịch Liên bang Hạ viện của nước Mỹ sau 15 lần bầu cử, và ông đã phải nhượng bộ những cái gì để cho những người mà thuộc thành phần báo chí gọi là nổi loạn hoặc là cái nhóm Taliban ở trong Đảng Cộng Hòa đã nhượng bộ để cho ông làm Chủ tịch. Anh Thùy, ông McCarthy nhượng bộ cái gì? Anh đầu tiên hỗn hỏi anh nhìn thấy anh thấy hình của ông McCarthy, ông cầm cái búa ha, cái nụ cười rất là rạng rỡ phải không anh? Nhưng mà tự nhiên rồi chiến thắng thì phải rạng rỡ rồi. Nhưng anh thấy có điều gì nó khác biệt không? Không. Anh nhìn kỹ hơn anh thấy trái tim đập nhất là nhức nhối. Dạ thưa quý vị, anh Hoàng Trường Thụy cũng giỏi lắm. Anh nhìn xuyên qua áo và anh thấy quả tim đập được thì tôi thua. Tôi chỉ thấy cười bởi vì nó rõ ràng chứ quả tim sao mà thế được. Trong những điều mà chúng tôi muốn đưa ra đó là có những điều mà ông phải thỏa hiệp. Thì đó là những điều ông đau đớn trong lòng, mà nếu không thỏa hiệp thì không thể nằm cái búa được. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất á, chỉ cần một lá phiếu của những người nổi loạn á, không đồng ý với bất cứ điều gì McCarthy làm, là họ có quyền yêu cầu chúng tôi bất tín nhiệm cái vị chủ tịch, yêu cầu bỏ phiếu lại hoặc là dẹp bỏ cái chuyện đó. Thưa anh. Khoan, đây mình phải có một cái so sánh thì mình sẽ thấy rõ hơn. Cái thời mà bà Nancy Pelosi làm chủ tịch Hạ viện, tức là vừa bàn giao cho ông Kevin McCarthy đó, thì để có thể miễn nhiệm hoặc là phản đối hoặc là xin bầu lại cái vị chủ tịch Hạ viện đó, yeah, thì nó đòi hỏi một trong hai điều kiện sau đây. Đó là một cái sự đồng thuận trong đảng. Thì vì toàn đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đồng thuận thì mới được. Hoặc là một cái gọi là caucus, tức là một cái ủy ban, họ nêu cái lý do tại sao họ không đồng ý khi ông chủ tịch này. Đó là thời của bà Nancy Pelosi. Nhưng mà bây giờ đó thì ông Kevin McCarthy bảo để đổi lại cái phiếu của cái nhóm nổi loạn hay là cái nhóm Taliban đó, thì bây giờ quý vị có một người có ý kiến thôi thì sẽ đưa ra để bàn trước khoáng đại. Như vậy thì trở ngại cho ông McCarthy như thế nào? Trở ngại cho ông McCarthy là ông mỗi lần muốn bàn thảo cái chuyện gì đó là ông cần phải và thường như vậy anh. Khi mà họ muốn đưa ra một cái dự luật hay vấn đề gì thảo luận chống đối đảng phái hay là vấn đề gì để chống đối tòa bạch ốc, hoặc là thậm chí sắp tới đây đã đưa ra các ủy ban xào lại hết tất cả khi mà Cộng Hòa lên làm đa số, họ phải thương lượng trước để bảo đảm họ có đủ phiếu bầu. Thứ hai, đảng Cộng Hòa bây giờ chỉ có 220 thôi, đảng Dân Chủ 212, cách biệt 8 phiếu. Cái khoảng cách mà ông Kevin McCarthy cần có để vượt qua cái rào 212 của đảng Dân Chủ vô cùng khó khăn. Chứ mọi thứ thưa anh, cái gì cũng phải hỏi thăm tôi có được cái phiếu của anh không? Mà chỉ cần một người thôi là làm thế nào anh làm việc được anh Thái? Tôi thấy cái điều đầu tiên thế này, để trong cái đêm rạng sáng 2 giờ sáng ngày thứ bảy phải không? Thì ông Kevin McCarthy được tuyên bố là chiến thắng. Cái điều đầu tiên ông nói thế này, một trong những dự luật mà ông sẽ đưa ra thảo luận đó là ông sẽ hủy đi cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden mà cho phép tuyển 78.000 nhân viên mới cho Sở Thuế vụ nhằm mục đích điều tra hồ sơ thuế của những tập đoàn giàu có, những cá nhân giàu có mà từ trước giờ trốn thuế, không chịu trả đồng xu thuế nào cả. Anh nghĩ sao về cái điều đó? Anh vừa đưa ra một cái điểm vô cùng quan trọng, và đó là cái mà chúng tôi lo quan tâm nhiều hơn, đặc biệt với tình hình kinh tế của nước Mỹ sắp tới. Lý do, một trong những điều thỏa hiệp nữa đó là limits on spending. Sắp tới đây trong năm 2023, mức nợ trần của nước Mỹ sẽ lên tới vượt quá 31.000 tỷ Mỹ Kim. Quốc hội luôn luôn một điều là phải đưa ra cái món nợ trần. Khoan nói vấn đề thuế, khoan nói về những cái ủy ban về tài chính khác nữa. Nội cái chuyện nợ trần này mà không có được, mặc dù nó chỉ là con số thôi, mà không có món nợ trần, nước Mỹ không có tiền để hoạt động, chuyện gì sẽ xảy ra, dẫn đến tình trạng đóng cửa, dẫn đến nhiều vấn đề khác nữa. Mà người ta bây giờ đã, trước đó, trước khi có cái cuộc bỏ phiếu với McCarthy, người ta đã thảo luận về vấn đề. Vấn đề tài chính sẽ là một vấn đề dây nhức nhối của nước Mỹ trong năm 2023, khởi đầu, bắt đầu vào tháng này trở đi. Theo anh thì nhìn nước Mỹ từ bên ngoài và bên trong đó, thì quốc gia nào bây giờ đang lo ngại nhất khi ông McCarthy thắng cử? Tôi hiện nay nếu mà có những cái chính sách
liên quan đến quốc gia đó, những cái quốc gia cho Ukraine. Ukraine. Sáng ngày hôm nay thì một anh bạn tôi sống tại Kiev, anh gửi có một cái text, anh bảo này, như vậy thì có liệu có cắt tiền viện trợ cho Ukraine không? Vì lý do là ông Kevin McCarthy nói rồi, ông bảo là ông sẽ không để cho Tổng thống Joe Biden có một cái blank check. Thuật ngữ tiếng Anh blank check có là một cái ngân phiếu ký tên còn không để số tiền chi tiêu cho Ukraine. Thì bây giờ với cái đề, một trong năm điều mà ông Kevin McCarthy đã phải nhượng bộ phe nổi loạn, đó là giới hạn vấn đề chi tiêu. Thì trong cái budget toàn diện, 23 thì gọi là xong rồi. Bởi vì năm 23 đó, Quốc hội Lưỡng viện đã bỏ phiếu 45 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine rồi. Cái đó xong rồi. Nhưng mà cái tài khoá 2024 đó, thì chắc chắn sẽ có những cắt giảm khác mà mình chưa biết được. Nhưng bởi mà vì khi, đó là cái giá anh phải trả cho cái vấn đề mà được làm chủ tịch. Như chúng tôi nói đó, trước khi anh có được cái tài khoá mới 23-24, anh phải có cái nợ trần nữa. Thì trong cái nợ trần đó sẽ được thảo luận trong thời gian sắp tới đây, khi mà bên ngân sách, bộ ngân sách của Hoa Kỳ yêu cầu bây giờ chúng ta đang sắp xài hết cái số tiền mà chúng ta đã đưa ra cái món nợ trần của 2022 và 2023. Giờ đây chúng tôi yêu cầu phải có cái con số cụ thể đó để chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động. Ukraine, thưa anh, những cái gì mà cho Ukraine trong năm 2023 45 tỷ đó, đôi khi có những cái khoản mà chính quyền Biden cung cấp thì họ hy vọng có thể sử dụng cái số tiền đó một phần trong năm 2023. Nhưng mà những cái số tiền trong tương lai mà không có được thì điều đó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào? Ngoài ra còn có những cái thỏa hiệp nào khác mà bên phía Kati ông phải có rất nhiều các sự thỏa hiệp đó. Ông Kevin McCarthy phải thỏa hiệp là có những nhân vật trong nhóm Taliban đó đó sẽ được ngồi vào trong những ủy ban, những cái hạ ủy ban. Chúng ta biết là tôi đi thí dụ nhé, hạ viện có những ủy ban quan trọng sau đây, ủy ban quan hệ quốc phòng, ủy ban đối ngoại tức là chính sách ngoại giao này, ủy ban về ngân sách vân vân, đạo đức. Thì thường thường tất cả những ủy ban đó phải là những dân biểu có kinh nghiệm của cả hai phía và coi như là những người dân cử gạo cội đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ như bà Taylor Greene chẳng hạn, bà là một cái người mới lên đây thôi, nhưng mà bà nổi tiếng bởi vì cái mồm bà to quá, mà bà chửi lung tung ấy, bà chửi không chừa một người nào hết, phải không? Thì bây giờ ép buộc, và đây đó là cái giá mà ông Kevin McCarthy sẽ phải trả, là ông Taliban này trong Đảng Cộng Hòa sẽ được ngồi ủy ban này, bà Taliban kia sẽ được ngồi ủy ban khác. Đúng vậy. Thì đó là cái chuyện, cái gương mặt của Hạ viện trong những ngày sắp tới. Anh có nói tới cái Freedom Caucus, mình có 20 nhân vật đó, mà trong đó có các nhân vật từng ủng hộ ông Trump mạnh mẽ, nhưng mà lần này đó lại chống đối để không ủng hộ McCarthy. Để làm gì? Tạo nên một cái vũ khí để áp lực ông. Trong đó có bà Boebert, có Mark Gates, v.v. Tôi mới hỏi rằng, trở lại câu hỏi của tuần trước, vai trò của ông Trump trong chuyện này là sao? Nhắc lại, anh trả lời đi. Thì đó, cái vấn đề ở đây, ông Trump tuyên bố, tôi đã làm được một điều cứu nguy nước Mỹ và đã tạo được một cái thành quả rất lớn cho nước Mỹ là lập lên được ông McCarthy. Anh nhớ ông McCarthy đó, trong cái phần 2 giờ sáng đó, ông xuất hiện nói là người mà ông muốn cảm ơn nhất là cựu Tổng thống Donald Trump đã thành đạt được cái điều này. Kiss the ring. Hôn cái nhẫn của ông Donald Trump. Thưa quý vị, nước Mỹ sẽ còn rất nhiều đề tài thời sự nóng bỏng trong những ngày sắp tới. Hoàng Trọng Thùy và Đinh Quang Anh Thái xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.